Ép xong thì mình sẽ phân tích cho anh em. Tại vì ở trên kênh có cái video rồi nhé. Các bạn lên mục tìm kiếm nhé, lên YouTube ấy. Để gõ này. Gõ nha. Đấy. Vị trí skill pet tác dụng như NTM. Đấy. Đấy, các bạn gõ ấy thì nó sẽ video nó sẽ đầy đủ hơn, nhưng mà đây là video thì mình sẽ chia sẻ lại một chút để một số anh em, link ở dưới phần mô tả nhé, mình để nó trong danh sách phát ở hướng dẫn tân thủ ấy. À, mình sẽ đập nó vào này, các cái này, đó, các cuốn thân này, ok xong, đó xong rồi. Còn những cái này là phải thăng cấp. Rồi quay trở lại đây này, tức là nếu như mà các bạn ép một con pet kiểng ấy, thì nó không quan trọng. Cái trường phái về pet kiểng ấy, tức là như thế nào? Tức là chúng ta đẹp là được. Trong trường hợp này ấy, thì mình có một skill đánh này, hai skill đánh, ba skill đánh, bốn skill đánh. Đây là cái trường phái ép để cho nó đẹp làm kiểng nhá, đẹp để làm kiểng thôi. Đấy, còn đây là mình theo con ngựa này màu đỏ, thế là mình ép theo cái tông đỏ, cái này là phải liệu nguyên đỏ nhá, cao tiêu huyết đỏ nhá, cao mãnh kích đỏ nhá, cao thống kích này, cao liên kích này, liệt hỏa chú đỏ này. Còn riêng cái này ấy, thì là nó vì cái quan trọng nhất ấy là cái này nó không được đỏ lắm, nó hơi đỏ đỏ thôi. Khi mà thăng cấp lên nó là lực bạt sơn hà đúng không, nhưng mà may mắn nó lại tọt xuống dòng dưới 5 skill, à 4 skill này thẳng hàng ở tất dòng trên 1 2 3 4 5 6, thêm cả kéo tay nữa là tổng 6. Đấy, đây là sự tinh tế nha anh em, chứ các bạn tưởng tượng ấy, giả sử như cái này ấy, nó tọt vào đây phát này, hay cái này nó tọt vào đây phát này, cái này nó tọt vào đây phát này, thì nó bị xấu đội hình đúng không? Giả sử như mà đang đỏ 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 đỏ, đỏ cái này xong đến đây man lực ở vị trí này trong điện thoại chúng nó phọt ở dưới này thì đấy là xấu. Mặc dù là như mình nói rồi đấy, nó là cái này ấy, nó là theo trường phái kiểng nha. Còn bây giờ là theo trường phái thực dụng này, thì ở cái video này ấy, mình đã chia sẻ với anh em là đây này, đây nha. Đấy, lên mục tìm kiếm gõ là vị trí skill tác dụng như nào đây này. Tức là ở trong video đấy mình đã chứng minh các bạn rồi, đó là những cái vị trí skill này ấy, bao giờ đầu tiên ấy, và thứ hai nó là dần dần ấy, nó sẽ dùng nhiều hơn. Còn trong trường hợp này nữa, sâu hơn nữa ấy, thì đó là cái tổng kích này, các bạn thấy này, soi vào chúng ta thấy nó gia tăng nội công, gia tăng nội nhé. Cái nội này ấy thì nó kể cả nó là pet ngoại thì nó vẫn tăng gia tăng nội này. Thế nhưng mà khi mà quánh lên ấy, thì nó gia tăng nội đó kết hợp thêm cả cái nội hiện có của ác nữa. Thì trong trường hợp này ấy, đây là con pet boss thì cho nên nó mới được 14k này thôi. Nha các bạn, nó mới được 14k này. Thế dù sao cái chính của nó vẫn là 36. Đúng không? Sở dĩ mình đập như thế này, đây mình xuất nó ra cho anh em xem. Anh em chờ tí, xuất nó ra này. Đấy. Tiếp đến nữa, đấy là cái mãnh kích này thì nó gia tăng ngoại công rồi nhá, gia tăng ngoại công rõ ràng rồi. Còn cái thống kích này thì tăng nội công, hai cái đối lập này. Ốp lên đơn giản thì chỉ đẹp thôi, nhưng còn tác dụng nó không mấy, không được mấy. Thay bằng đó, nếu như chúng ta thực dụng thì chúng ta hoàn toàn có thể bổ thêm nó vào đây, ví dụ như là một cái cao cường thân chẳng hạn, nó tăng thể lực luôn cho ác. Hoặc là cái cao thuấn ảnh thì nó tăng thân pháp, và tăng thân pháp thì nó tăng chính cờ, chính né nội công đối thủ. Đúng chưa? Đấy. Còn cái chú này cũng thế này, cái chú này thì nó gia tăng hỏa công. Cái chú này ấy, thì nó lại có một cái điểm như thế này mà chúng ta vẫn ốp được này. Tại vì nó mặc dù là nó nhát gan cao nhất, cái này là dũng mãnh. Thế nhưng tuy nhiên cái này ấy, nó gọi là thường nó sẽ đi với bét nội, nhưng mà bét ngoại vẫn ép được ấy, tại vì là nó tăng hỏa nha, nó tăng hỏa hỏa công nó, chứ không phải nó tăng thuần nội như con này, như cái này. Thế nên là nếu như mà chúng ta bỏ đi nhá, giả sử như cái này chỗ này mình che đi này, chúng ta hoàn toàn có thể đập một cái skill vào đây khác đi thì nó đạt cái hiệu quả cao hơn. Còn cái nhánh VK ấy thì nó là riêng rồi không nói, nhưng mà đây nhá. Và trong trường hợp con vét này của mình này thì là nó là nhát gan nhé. Thì cái thống kích này nó nhát gan này, tăng nội này, thì con này của mình là nội 3 đây nhá, chất nội 3k3 mà, đúng chưa? Đấy nhá, 3k3 thì nó là nội mà, thì nó đúng quá rồi. Cái này nội này tăng này, thì cái kết hợp lên cái này thì cái này nó là tăng băng công nhá, băng công, nhưng mà duy ra nó là pet nhát gan thì cái này nó phù hợp nhát gan, thì cái này duy ra cái này là bộ quá hèn hạ.
Thế còn giả sử nhưng mà bập cái liên kích ở đây thì các bạn nhìn cái liên kích này. Dù sao nó vẫn là pet dũng mãnh cao nhất. Đơn giản như thế này. Ví dụ như dũng mãnh ấy, 10 phát ấy, thì nó vả cả 10, mình đang ví dụ thôi nhé. Dũng mãnh này 10 phát nó vả cả 10. Nhưng mà cái con này ấy, nhát gan này ấy, thì 10 phát đôi khi nó chỉ vả 2 phát thôi, 2 3 phát thôi. Cẩn thận mấy lại trung thực ấy thì khi nó vả được 5 phát. Đấy nhá. Còn nói về cái gọi là cái toàn Mỹ đây này. Thì toàn Mỹ này 2388 này. Còn đây là con Redbot 3000 này. Thì cái hiệu quả skill ấy nó sẽ tác dụng lớn khi mà các bạn nhìn thấy nó đánh như thế nào nhé. Và thường thường cái này thì chúng ta để BBK. Đơn giản như này, đây các bạn nhìn này. Trung thực này. Đấy, trung thực này. Nó sẽ hiệu quả tốt hơn. Nhá, 3000 nó khác. Và đồng thời những cái chỉ số này nó cũng khác hoàn toàn. Nên khi BetBot nó vẫn là một cái thế lực không gọi là đi về cả, xác định đi về cả là dùng BetBot. Còn những mấy cái bet như thế này chỉ là chỉ bet kiểng thôi nhá. Kiểng nhưng mà anh em thích ốp theo trường phái nào thì ốp nhé. Ốp theo trường phái thực dụng cũng được, để đi phó bản dắt đi nó cũng được, hoặc đi nào thì tùy nhá anh em. Đấy, thì đấy là ép pet thôi, nhưng mà nó cũng có một cái sự tính toán căn kè nhất định, thì chia sẻ với anh em như thế thôi. Còn anh em nào mà thực dụng hay không thì bỏ qua nha các bạn nhé, nó cũng hơi đau đầu một tí. Ok.